Xin kính chào và cảm ơn quý vị đã và đang theo dõi video. Thưa quý vị, ở những video trước, KTV đã chia sẻ cùng quý vị, nhất là những người mới tham gia vào thị trường crypto, đăng ký tài khoản trên cái sàn MEXC Global. Tiếp theo video này, tôi xin chia sẻ cùng quý vị cách để KYC nâng cao trên cái sàn MEXC. Xin mời quý vị cùng theo dõi video. Để quý vị không phải chờ đợi lâu, ở đây tôi đã đăng nhập sẵn vào sàn MEXC và tôi sẽ chọn vào biểu tượng hình người phía bên trên góc tay trái màn hình. Trong cái phần cài đặt nickname, chọn vào KYC nâng cao thất bại, tôi sẽ chọn vào xác thực lại, tìm kiếm quốc gia, tôi sẽ nhập là Việt Nam cộng 84. Quý vị có thể sử dụng hộ chiếu hoặc thẻ căn cước. Ở đây tôi sẽ sử dụng thẻ căn cước. Và tôi đã chuẩn bị sẵn thẻ căn cước công dân để chụp. Chọn tiếp tục. Tiếp theo tôi sẽ lật mặt sau của thẻ căn cước. Rồi nó sẽ tự nhận, chọn vào tiếp tục. Bây giờ là đến cái phần chụp ảnh khuôn mặt, quý vị cần cho cái camera nó vừa vào khuôn mặt của quý vị và nó sẽ tự nhận. Và một thông báo tải lên thành công. Quý vị có thể chờ trong vòng 24 giờ. Họ sẽ có một cái thông báo tiếp theo vào email của quý vị. Ok, vậy là vừa rồi tôi đã chia sẻ cùng quý vị cách để KYC nâng cao trên cái sàn MEXC. Và nếu quý vị ai chưa có tài khoản sàn MEXC thì quý vị hãy đăng ký theo cái đường link hoặc lấy cái mã giới thiệu mà tôi để bên dưới video này. Quý vị đăng ký theo cái mã giới thiệu hoặc đường link thì quý vị sẽ được giảm phí giao dịch khi giao dịch crypto trên cái sàn MEXC Global. Cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi video.